khu kinh doanh nổi tiếng ở New York bị hủy diệt bởi những chính sách độc tài của Joe Biden và đám côn đồ đảng Dân Chủ. Nga đang tìm cách lợi dụng sự chia rẽ Israel Hamas ở Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pháp nói, con đường đến với thỏa thuận ngừng bán mới ở giải Gaza vẫn còn rất dài. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, các chính sách kinh khủng và kém hiệu quả của Tổng thống tệ hại nhất Hoa Kỳ Joe Biden cùng với đảng Dân Chủ của ông ta đã tàn phá khu kinh doanh thịnh vượng một thời của Manhattan có tên là Flatiron. Tờ New York Post đưa tin, hàng chục cửa hàng và các tòa nhà kinh doanh đã đóng cửa hoàn toàn trong khu vực nổi tiếng này, để lại những mặt tiền cửa hàng trống rỗng, tội phạm tràn lan khắp các ngõ ngách và đường phố tràn ngập những kẻ ăn xin. Chủ tịch đảng bảo thủ bang Gerard Kasser đau lòng chia sẻ. Chính sách độc tài của đám cánh tả cấp tiến giống như một căn bệnh ung thư. Càng nhiều cửa hàng đóng cửa, càng ít chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư muốn quay lại khu vực này. Quận Flatiron nổi tiếng một thời, với hàng loạt những tòa nhà kinh doanh khắp các con phố, giờ đây đã không còn. Mặt tiền cửa hàng không phải là nguyên nhân duy nhất. Chính sự sụp giảm giá trị bất động sản đã phản ánh nặng nề sự suy thoái của khu vực. Có một cảm nhận chung giữa những cư dân nơi đây là chất lượng cuộc sống không còn được như trước nữa, mọi tiện nghi cơ sở vật chất đang dần biến mất. Tờ Post cho biết, những doanh nghiệp bị bỏ lại đang gặp khó khăn bởi nạn trộm cướp và trộm cắp tràn lan trong cửa hàng, cũng như tình trạng lạm phát gia tăng đáng kể. Một chủ phòng trưng bày rượu đã phát biểu, một số cá nhân đã cố gắng mở cơ sở kinh doanh mới trong các cửa hàng trống rỗng trên đại lộ số 6, nhưng hầu hết đều không tồn tại được trong 4 hoặc 5 tháng kinh doanh trong thời điểm này thật kinh khủng khi lạm phát đang ngày một tăng cao. Làm thế nào để người dân có thể cân bằng chi tiêu và thu nhập của mình trong thời buổi kinh khủng như thế này? Các thương gia địa phương cũng đổ lỗi cho việc đóng cửa do đại dịch COVID đã khiến nhiều người tiêu dùng dần chuyển sang mua sắm trực tuyến. Các chính sách trấn áp tội phạm chỉ để cho có của đảng Dân Chủ là một tai họa đang diễn ra và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo thống kê của NYPD, trong hai năm qua, các vụ trộm cắp tại các cửa hàng bán lẻ đã tăng 55,7% và các vụ trộm cắp vặt đã tăng hơn 34% trong phạm vi ranh giới khu vực bầu cử. Chỉ riêng trong năm nay, cảnh sát đã báo cáo 853 vụ trộm cắp trong khu vực lân cận, tăng từ 484 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tăng vọt 76%. Các báo cáo về vấn nạn trộm cắp vặt đã tăng đáng kinh ngạc 57% so với năm ngoái, từ 645 lên 1013 vụ. Một chủ cửa hàng rượu ở địa phương cho biết, họ chỉ bước vào, lấy chai rượu và bỏ chạy. Có người còn cố gắng mang theo một chai ra ngoài ít nhất một lần một tuần. Anh ấy nói thêm rằng, việc gọi lực lượng cảnh sát hoàn toàn không mang lại tích sự gì cả. Họ chỉ hỏi chúng tôi có ổn không và bảo chúng tôi đừng đối đầu với bọn trộm rồi quay gót bỏ đi. Làm thế nào một thành phố vĩ đại một thời có thể vượt qua vòng xoáy diệt vong do đám côn đồ đảng Dân Chủ gây ra. Chỉ có một cách duy nhất, đó là các chính trị gia địa phương phải đảo ngược những chính sách thất bại của họ. Những chính sách giờ đây đã mất đi giá trị sử dụng. Phe cực tả cấp tiến đã chiếm lấy đảng Dân Chủ và bọn chúng muốn đem lại sự hỗn loạn và suy toàn cho bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ mà nanh vú của bọn chúng có thể chạm tới. Bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ mê muội nào bắt đầu tỉnh ngộ và nhận ra sự độc tài của bọn chúng đều bị bọn chúng sa thải ngay lập tức giải pháp rất đơn giản đảng dân chủ chỉ cần trấn áp tội phạm giảm thuế giảm quy định và thay vì sử dụng toàn bộ sức lực của mình để theo đuổi các vấn đề nổi trội như nóng lên toàn cầu israel và nạn phá thai thì bọn chúng nên bắt đầu giải quyết những vấn đề ngay tại chính đất nước hoa kỳ này hãy ngừng cố gắng trở thành liên hợp quốc và tập trung giải quyết các vấn đề trong nước các vấn đề về chất lượng cuộc sống của người dân nhưng ai cũng biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Đừng quá thương hại người dân New York, cử tri tại thành phố này cuối cùng phải chịu trách nhiệm, họ đang lãnh lấy hậu quả vì những quyết định bỏ phiếu cho đảng dân chủ của mình. Thành phố đang chết dần nhưng giá thuê vẫn cao chót vót, nhờ lan sóng người nhập cư bất hợp pháp của tổng thống độc tài Joe Biden. Đó gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy. Nga đang tìm cách lợi dụng sự chia rẽ Israel Hamas ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chính quyền Nga được cho là đang sử dụng tuyên truyền và thông tin sai lệch để cố gắng lợi dụng sự chia rẽ ở Hoa Kỳ trong cuộc chiến Israel-Hamas. Các nguồn tin nói với NBC News, Nga muốn khơi dậy căng thẳng chính trị ở Mỹ và làm hoen ố hình ảnh của nước này. Trí tuệ nhân tạo và các tài khoản mạng xã hội giả mạo là một trong những cách mà Moscow đang áp dụng chiến thuật của mình. Theo báo cáo, hoạt động tuyên truyền từ các phương tiện truyền thông nhà nước Nga cũng đã tăng đột biến. Vào cuối tháng 11, Politico đưa tin rằng các tài khoản Facebook có liên kết với Điện Kremlin đã tăng cường nội dung của họ sau cuộc tấn công và thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas ở Israel lên gần 400%. Trong đó, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông thống trị các bài đăng từ các nhà ngoại giao Nga, các phương tiện truyền thông được nhà nước hậu thuẫn và những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến dịch tuyên truyền cũng là một cách để Nga chuyển hướng sự chú ý khỏi việc xâm lược Ukraine. Fred Schaffer, người theo dõi tuyên truyền nước ngoài tại quỹ Marshall Đức thuộc Liên minh Bảo vệ Dân chủ Hoa Kỳ cho biết, một lần nữa, đây là cơ hội để làm suy si yếu phương Tây. Người Nga đã chuyển hướng từ việc cố gắng truyền tải thông điệp xung quanh cuộc chiến của chính họ sang tập trung vào cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trong báo cáo gần đây, các cơ quan thân Nga đã bình luận về các cuộc biểu tình chống Israel đã nổ ra tại các trường đại học trên khắp cả nước. Sputnik của nhà nước đưa tin, mối đe dọa bạo lực chết người của cảnh sát đối với người biểu tình đang rình rập các cuộc biểu tình hiện nay, đồng thời đề cập rằng bốn sinh viên đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình phản chiến trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương tại Đại học Kent State ở Ohio. Putin đợi 3 ngày trước khi bình luận về vụ thảm sát người Israel của Hamas. Khi làm vậy, ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ, chứ không phải là những kẻ khủng bố. Ông Putin nói với Thủ tướng Iraq, Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một ví dụ rõ ràng về chính sách thất bại ở Trung Đông của Hoa Kỳ, vốn cố gắng độc quyền quá trình giải quyết. Các chuyên gia chính sách của Nga và phương Tây cho rằng Putin đang cố gắng sử dụng cuộc chiến của Israel chống lại Hamas để leo thang những gì ông mô tả như một cuộc chiến hiện hữu với phương Tây vì một trật tự thế giới mới sẽ chấm dứt sự thống trị của Mỹ để ủng hộ một hệ thống đa phương mà vị tổng thống Nga đang hướng đến. Ngoại trưởng Pháp nói, con đường đến với thỏa thuận ngừng bán mới ở giải Gaza vẫn còn rất dài. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin, trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Samet Sukri ở thủ đô Cairo, Ai Cập vào ngày 1 tháng 5, Ngoại trưởng Pháp Stephanie Sejoni cho biết các nhà ngoại giao vẫn đang nỗ lực hết mình để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas, cũng như thỏa thuận thả các con tin còn bị bắt giữ ở giải Gaza. Sejoni nhận định chúng tôi vẫn đang rất tích cực làm việc để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn mới cũng như thỏa thuận thả các con tin đang bị giam giữ ở giải gaza tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt đến thỏa thuận ngừng bắn mới giữa israel và hamas hiện các nỗ lực hòa giải giữa israel và hamas đang được tăng cường sau một nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải mới do ai cập dẫn đầu nhằm khôi phục các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ giữa hai bên ngoại trưởng pháp tiếp lời chúng tôi đến đây để phối hợp với nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong đó, thông điệp mà Pháp và các đối tác ở khu vực Ả Rập cùng đưa ra là Israel nên rút lại cuộc tấn công nhằm vào thành phố Rafah. Đó là vấn đề sinh tử của nhiều người ở chiến trường thực địa. Trước khi đến Ai Cập, ông Sejani đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem vào ngày 29 tháng 4. Đến ngày 30 tháng 4, nhà ngoại giao Pháp nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas chỉ là bước khởi đầu hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài. Ngoại trưởng Pháp đã có chuyến công du dài ở Lebanon, Saudi Arabia và Israel trước khi dừng chân tại Cairo. Cho đến nay, vẫn còn ba công dân mang hai quốc tịch Pháp-Israel bị Hamas giam giữ và nguyên nhân chuyến ghé thăm Cairo bất ngờ của ông Sejuni được cho là để đánh giá về khả năng ba con tin có quốc tịch Pháp được trả tự do. Ông Sejuni nói, Chúng tôi hy vọng họ có tên trong danh sách được thả tự do nếu một thỏa thuận ngừng bắn được chấp thuận. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 1 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, trong một cuộc gặp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Blinken đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tăng tốc viện trợ và duy trì cải thiện nguồn viện trợ cho người dân ở giải Gaza. Ông Blinken cho biết Chuyến hàng viện trợ trực tiếp đầu tiên đến cửa khẩu Erez mới được mở ở phía bắc giải Gaza từ phía Jordan hôm ngày 30 tháng 4. Các hàng hóa viện trợ khác cũng sẽ đến Gaza thông qua cảng Ashdod, cách thành phố Jerusalem khoảng 70 km và là một hành lang hàng hải mới chuẩn bị mở trong khoảng một tuần nữa. Song song với việc thúc đẩy viện trợ ở giải Gaza, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ lên tiếng thúc giục tổ chức Hội giáo người Palestine Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho một số con tin hiện đang bị giam giữ tại giải Gaza được trở về nhà. Ở chiều ngược lại, một quan chức cấp cao của Hamas lại cho biết nhóm này vẫn đang nghiên cứu thỏa thuận ngừng bắn mới. Thế nhưng, vị quan chức này cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ không tôn trọng cả Israel và Hamas, cũng như gọi Israel là trở ngại thực sự. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bị tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine gọi là Ngoại trưởng Israel sau những bình luận mới nhất liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn ở giải gaza